Mình quay cho anh em xem chiến binh Bùi Thông Bốn này anh em. Bùi Thông Bốn mình thả lực được nửa tháng rồi đó. Anh em thấy không? Mình thả lực được nửa tháng rồi nè. Anh em thấy lông ôm sắc rạc lại chưa? Anh em thấy không? Gân chim gân kinh không? U nào là ra u đó luôn nha. Đó là chim binh Bùi Thông Bốn, là chú chim phè kinh lắm cái này. Chú chim là chú chim một bạn ngoài Bắc cái này. Mình thả lực được nửa tháng rồi đó. Bùi Thông Bốn tới giờ là được 2 tháng mấy ngày rồi anh em. Em thấy cơ săn không? Đó, cơ rất là săn nha, săn chắc nha. Khúc nào là ra khúc đó nha. Bùi Thông Bốn là tầm cỡ tháng nữa là cho ra là bắt đầu đi chơi cà phê rồi nè. Đi cà phê củi lửa được rồi. Bùi Thông Bốn thì khả năng là kịp đánh giải em Tung Đen Hà Leo á, tháng 12 tới. Bùi Thông Bốn sẽ xuất hiện tại giải Tung Đen Hà Leo.